Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 20 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã đi qua nhưng giải thời tiết xấu qua khu vực Bắc Bộ thì tiếp tục duy trì và hoạt động mạnh, mang đến những cơn mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng trong hôm nay và 2 ngày tới cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lưu ý với các tỉnh ven biển của Quảng Ninh thì khả năng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Quý vị nên tạm dừng các kế hoạch du lịch đến các đảo quanh vịnh Bắc Bộ trong những ngày cuối tuần này. Ngoài ra, do đã có mưa nhiều ngày, nền đất đã ngấm no nước, bờ nhão, khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá gây nguy hiểm trong hoạt động dân sinh cũng như sản xuất của người dân, đặc biệt là khu vực vùng núi. Ngoài ra, vùng trũng thấp cũng cần đề phòng khả năng ngập lụt gây trở ngại đến các hoạt động giao thông. Thời tiết tại các tỉnh còn lại của miền Trung, từ Quảng Bình đến Huế cũng chưa thực sự ổn định trong 3 ngày tới. Mưa rào vẫn có khả năng xảy ra trong khoảng chiều tối, tuy nhiên lượng mưa là không nhiều như khu vực Bắc Trung Bộ. Ban ngày trời vẫn có nắng gián đoạn và nhiệt độ tăng nhẹ lên 32 đến 34 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là nơi có thời tiết ổn định hơn cả tại miền Trung. Mưa rào chỉ xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối tại Bình Thuận và những nơi khác ít mưa, ngày nắng cùng mức nhiệt cao 32 đến 35 độ. Thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt và du lịch của người dân. Các tỉnh thành phía Nam thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên mưa tại đây chủ yếu xảy ra trong khoảng chiều tối đến đêm. Lượng mưa dao động trong khoảng 10 đến 20mm. Người dân cũng cần cảnh giác với khả năng có dông sét và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Vào ban ngày, nắng vẫn xuất hiện gián đoạn nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều. Cao nhất ngày dao động từ 28 đến 31 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày 21, ngày 22, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Cần đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Sang ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày mai từ 28 đến 31 độ, sau tăng lên 31 đến 34 độ trong ngày 23. Phía Đông Bắc Bộ, trong 2 ngày 21, 22, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 28 đến 31 độ. Sang ngày 23, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác tập trung tại khu vực Đông Bắc. Nhiệt độ sẽ tăng lên mức 30 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía Bắc khu vực. Trong đó, ngày 21 và ngày 22, phía Bắc khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới dao động từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, tập trung khoảng chiều tối và đêm. Gió Tây Nam cấp 3, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, từ ngày 21 đến ngày 23, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông tập trung trong khoảng chiều tối và đêm. Gió Tây Nam cường độ cấp 3, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều giữ ổn định trong khoảng 30 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 28 đến 31 độ. Sang ngày 23, mưa sẽ giảm dần. Ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 30 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ tiếp tục có mưa dông mạnh và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa, tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét biển động. Tàu thuyền cần chú ý đảm bảo an toàn. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.